bán cuốn sách tập đây là những cái Đà Lạt bông cải mặt quay bánh chút nè, cho con chị bán những cái hình tổng bánh cà rồi nguy hấp rồi sau cũng rất là cái cây gì tổng quế một cái tủ không khỏi cái này canh chua bà chủ ơi, qua đây chào cả nhà các ơi. Quá đẹp. Mở khẩu trang ra. Mở ra có ai nói đâu, mở ra tao mới thấy được. Rồi đó. Đó này ha. Chị thứ mấy? Chị thứ bảy. Chị bảy bán hỏi. Ở chào ông Văn. Cũng bảy luôn. À bảy dưa cải đúng không? Bảy dưa cải. Rồi có ở đây cô mấy? Chiều nay là cho rồi cô Sáu hàng bông, chị Tư đó, chị Tư bán rau cải tròi rau ghém rồi. Cái này là chị cải tròi không á chứ, còn chị này là cải tròi đó, chị này là chị chị này là chị hành tối đa luôn. Bên đây có cặp cô nữa nha, rất là nhiều cô nữa. Có mấy con cua biển nữa nha, cua biển rất là to. Ốc bu rất là nhiều, ốc bu cá tôm cua đồ đầy đủ cả nhà, chợ quê mà bán rất là đặc. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cả nhà chúng ta một ngôi chợ. Đó là chợ Ông Văn thuộc ấp Bình Phú Quế, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rồi trước khi vào tham quan chợ, cả nhà nhớ đăng ký, like, chia sẻ cho Minh Bụi nha. Rồi cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi
tham quan chợ. Có hồ coi chợ quê. Bà con mua bán dọc hồ Thanh Tường cũng rất là náo nhiệt. Cơm 2 trái 15 ngàn, tô huyết 8 ngàn 1 ký, tô 55 ngàn 1 ký, tô 55 ngàn 1 ký. Đây, chợ nhỏ là bán cũng rất là đầy đủ luôn nha. Ở đây có này tép ra, tép. Thẻ cho quay con tép, tép nữa. Còn thẻ là cá mó, bạch tuộc. Cá mó 1 ký 45 ngàn, thẻ sống nửa ký 6 ký 2 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 ký
Đó, bà con bán dọc đây bên đường cũng rất là nhiều luôn. Ở đây có những cái bịch me để nấu canh chua, cũng như rất là nhiều gà vịt. Đây có một cái sạp hàng bông cả nhà, có những cái bông sùa đỏ là bán đắt không anh trai? Bán đắt không? Ê mẹ luôn, đắt chứ. Ê hả? Cái này đắt cái gì? Quay cái này một lát rồi là ta ra ta mua không kịp luôn á. Đây là những trái ớt Đà Lạt rồi đó nha. Đó. Măng bán ớt đó hả? Đó là bông cải. Đây măng. Người đẹp quyện chợ gạo bán đồ ăn bông. Đây, đây có một chị bán một cây xe bánh nướng. Bánh nướng, bún thịt nướng. Chợ quê cả nhà, bây giờ bán rất là đầy đủ luôn, không thiếu món gì. Đó, buổi sáng rất là nhiều đồ ăn sáng, chị bán bánh mì, thịt nướng, bốc khói. Bán khoai lang, khoai mì, cái mặt khoai lang đủ rồi, đây khoai mì. Quay bánh chút nha, đây có chị bán những cái bánh còng, bánh cam, chuối hấp là cái này là bánh đó anh hôm nay sao tôi đi quay chợ này nhiều vậy? Ủa ta đi quay nhiều đó hả? Đâu có thấy đâu, hôm nay mấy người rồi đó, mấy người gì? Mấy đứa con gái hả? Đúng rồi. Tôi là chỉ bán rất là nhiều những cái món. Như một cái gian hàng bánh trông rất là bắt mắt luôn. Thì ở đây có thịt heo, ở buổi sáng rất là nhiều những cái món ăn đặc buổi sáng đó nè, xôi nè,
có nếp thang, nếp cốt dừa, có những cái bánh cam, bánh cọc. Cũng rất là ngon luôn. Mấy bên trong này là hàng cà phê ăn sáng rồi. Đây có một chị bán cái sạp trái cây, quả bơ, chuối, những cái trái cây miệt vườn ở cả nhà, những cái ổi này rất là ngon luôn. Người có anh bán tỏi, hành tỏi đi mấy chị, tỏi 1 kg 30 ngàn, cũng hành tím 1 kg 20 ngàn, 1 kg 30 ngàn. Cái này mấy bên trong này cũng là ăn uống thịt heo rồi. Chút xíu nữa mình sẽ vào bên trong mình tham quan. Bây giờ mình đi vòng vòng ở bên ngoài, mình xem vòng vòng bên ngoài. Rồi, chào chị, bán đắt không chị? Khóm rất là nhiều, khóm có những quả khóm chị gọt sẵn. Bánh lọt. Mấy cái đó quay mới ăn ẩm đó đẹp. Những cái món ăn dân dã nó mới hay. Thì bán nguyên một cái hàng rau củ quả ngay đầu chợ. Đây bông cả nhà, rất là nhiều bông luôn. Chào chị, em quay mấy cái trái cây chút xíu nha chị. Bán đắt không chị? Bán nhiều lắm. Dạ, lúc này ở đâu cũng vậy, chợ nhỏ nhưng mà chợ quê nhưng mà bán rất là đầy đủ luôn cả nhà, không thiếu cái gì. Những trái cây cho tới hoài chuối đầy đủ rồi, rất là đẹp. Chợ ông Văn cả nhà. Cũng rất là nhiều những cái sạp trái cây bán cũng đủ thứ loại. Trồng rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn. Đó, trái cây cũng rất là nhiều, những cái hoài chuối rồi đó, những cái hoài chuối xứ xứ này chín tới nơi ở nhà đó, cũng rất là nhiều trái cây. Ở bên đây có cả cái sạp khô nữa. Đủ thứ. Chợ ông Văn đó, thuộc Châu Thành, chợ gạo Tiền Giang, chợ nhỏ nhưng mà bán cũng không thiếu món gì. Chào sư huynh, sư huynh bán khóm, khóm này khóm Tân Phước hả? Khóm Tân Phước là ngon lắm ha.
Đây anh trai bán khóm ở chợ Ông Văn. Rồi, cảm ơn nha, chúc lát rồi mua bay bán đắt nha. Đây có chị bán gà, những con gà làm sẵn, gà ri. Đây rồi. Con gà ri. Dài dài ở đầu chợ bán, bà con bán rất là nhiều cả nhà, bán rất là náo nhiệt luôn. Đây có những cái mâm thịt bò nữa nè. Thịt bò, 60 ngàn nữa kì. Cũng như cá. Thịt bò, 60 ngàn nữa kì. Rất là nhiều cá sông luôn, cá sông. Cũng như những cái quả cam nè. Táo. Rồi. Có 15 ngàn. Lê chi ma. Không có chứa nữa, ký 50 ngàn không anh nhá. Ở cái 40 ngàn, có 3 trái 15 ngàn. Chợ gì? Ở cái 50 ngàn không anh nhé. Ở cái 40 ngàn, có 3 trái 15 ngàn. Không có chứa nữa, ký 50 ngàn không anh nhé. Ở cái 40 ngàn. Rất là nhiều khớp luôn anh nhé. 2 trái 15k. Không có chứa nữa, ký 50 ngàn. Bên đây là 10k một cái. Ở rất là nhiều bà con bán dọc hai bên đường nha. Chợ Ông Văn. À, bây giờ mình đi vào bên trong tham quan bên trong chợ bà con mua bán như thế nào nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái đường này trước đi. À, cũng rất là nhiều những cái rau củ quả ở đây cũng đủ nữa nè. À, chợ quê mà bán không thiếu cái thứ gì đó nha. Thôi ra 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 rồi quay là phải mua nha. Rất là nhiều những cái sạp trái cây. Trái cây nhiều dữ rồi. Chợ quê mà bán trái cây nhiều. À, quá đẹp luôn á. Rất đẹp trời. Chợ Ông Văn. Ở đây là mé bên trong nhà lồng á. Hoạt động mua bán của bà con ở chợ Ông Văn nha cả nhà. Ở đây có một chị bán, em quay bún chút nha chị. Bún chả giò cả nhà, rất ngon. Ở đây bánh cuốn nè, những cái bánh cuốn cuốn sẵn. Bì chay mặn luôn hả? Dạ. Ủa chú làm gì đi quay phim? Dạ, làm quay YouTube chị. Hả? Quay YouTube. Em giò vậy hả? Dạ. Quay YouTube. Tưởng đâu? Dạ, rất là ngon, tưởng đâu gì? Tưởng đâu chú bán cái đồ làm cầm điện thoại. Dạ. Để điện thoại. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ. Chúc chị mua mai bán đắt. Rồi. Rất là nhiều chuối luôn. Đó. Ở đây có dưa hấu nữa. Măng rau. Rau tươi rói luôn nha. Cái đu đủ trông rất là ngon. Đó, bà con mua bán nè. Ngôi chợ quê. Đó, những bó rau xanh. Đây có một cái mâm rau ghém.
Hạt gém rất là ngon. Cái rau này là rau gì chị? Dạ trời. Trời trời, mua về nấu canh hả? Dạ. Quay gửi bên nước cái này hả, quay thì cả thế giới thấy luôn chứ đâu có phải nước nào đâu. Dạ, bán rau được lên tivi. Dạ. Người đi chợ cũng được lên tivi. À, đây là toàn bộ nét đẹp của bà con miền Tây sông nước ra nhà mua bán ở chợ quê. À. Nét đẹp rồi từ từ có một cái tủ cơm tấm rồi cả nhà. Ở đây chị bán là có sườn nè, hết ngon rồi để con sửa sạn lại có hết chứ. Sườn nè, bì nè, đó, con sườn bì, bạn giờ con sắp hết rồi. Đậu que vậy là được rồi. Bỏ mình được lắm. Dĩa có mồi được rồi. Ở đây nè, cái nồi cơm bốc khói luôn nè cả nhà. Cơm tấm bốc khói luôn. Cái này canh chua, có canh chua luôn. Nồi cơm mà bốc khói. Con lên tivi luôn nha chú. Rồi đưa. Ê, bà chủ ơi, qua đây chào cả nhà các coi. À, đó. Quá đẹp. À, mở cô Trang ra. Mở ra có ai nói đâu. Mở ra tao mới thấy được. Ờ đó. À, ở đây có chị bán ổi, ổi vườn luôn cả nhà. Ổi nhà chỉ hái ra có mấy trái nè đó. Nhiều lắm mà bán hết rồi. Bán hết rồi ha. Ừ, nhiều lắm, bán mấy giỏi luôn nè. Chị thứ mấy? Thứ bảy. Chị thứ bảy. Chị bảy bán ổi. Ở chợ ông Văn. Chị bảy ổi chợ ông Văn. À, chị bảy ổi chợ ông Văn. Đăng ký ai muốn mua thì điện, ai chị bảy ổi chợ ông Văn. Có số luôn hả? Có số luôn. Ship tới nhà luôn. Ship tới nhà. Ghê vậy ta. Dữ dội, dữ dội. Giá hàng tặng nơi luôn hả? Chị bảy ổi rất là vui luôn đó. Có tìm bạn bốn phương không? Thôi không tìm rồi. Dạ. Dạ. Tìm bạn bốn phương mất công người ta bằng mai đó, mệt đó. Mất công mệt nữa ha. Thôi để ở về bán ổi cho nó sướng. Muốn đi đâu đi, đúng rồi. Chở hết trang cho đẹp, chị bảy bán ổi, còn đây là chị mấy? Chị bảy bán dưa cải. Cũng bảy luôn. Cũng bảy luôn, bán dưa cải. Mà bảy dưa cải đúng không? Ừ. À, bảy dưa cải. Ừ. Rồi, còn ở đây cô mấy? Sáu. Chiều nay là cho rồi cô Sáu hàng bông. Đó, rau củ quả. Đó, cô Sáu bán măng nè. Bán khóm nè, đó cái này là đậu rồng này bữa nay rẻ lại chưa? Ừ, cũng còn mắc á. Đậu rồng đầu mùa đó, ngon. Đó đây là toàn cảnh bà con mua bán chợ quê chợ ông Văn đó nha. Đó, đây. Ở đây có chị là chị thứ mấy? Chị mấy? Chị Tư đó, chị Tư bán rau cải trời rau ghém rồi. Cái này là chị cải trời không á chứ. Mình chỉ dám cải trời thôi chứ không ai dám cải đó. Cải trời nguy hiểm lắm. Dạ. Mà đặc biệt là có một mình chỉ là dám cải thôi, đúng không? Nãy giờ thấy. Dạ. À, rất là vui. Kệ vui mà. Dạ. Cứ giỡn vui có sao đâu. Bà dạ. Con mình ở xa, nhiều khi phương xa rất là thích những cái chuyện vui như thế này. Dạ. 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 Là cái chớm này nó vui quá. Chớm này vui nè. Dạ. Chị bán rau. Chú bán hành. Chị mấy? Chị Hiền. Chị Hiền bán hành đi. Chị này là chị hành dữ lắm nè.
Còn chị này là cải trời không? Chị này là chị chị này là chị hành tối đa luôn. hai chị ngồi kế bên cũng hợp đúng không? Một bên hành một bên cải nè. Rồi cảm ơn mấy chị, chúc mấy chị mua may bán đắt nha. Anh Lễ chồng bà này hả? À, là chị rồi hả? Anh Lễ đi phụ em vợ. À. Minh Bụi chị. Chiều vô bấm coi nào quay bà chủ bán cơm kỹ chút. Chiều nay nhớ con Sườn thì liên hệ với em nha. Nhớ đăng ký nha. Nè cho chị coi đẹp không? Thấy chị đẹp không? Đó, thấy cho bao nhiêu người nói chị đẹp kìa. Có đẹp không? Đó chị đẹp hỏi mình lên, đây hỏi. Thôi. Mình hỏi. Chị này chị hành chị cải chị măng. hành cải măng ha. Hành cải măng. À, rất là vui cả nhà đó, mấy chị mua bán ở chợ ông Văn, chợ quê rất là vui. Măng hoài chắc chết luôn á. Tối ngày em quay thẳng gian hàng của chị. Rồi có chị là chị này là trong thùng chính hãng. Chưa có xé tem mà chưa có lột lắp keo luôn nha. Ở đây là hành cải măng rồi đó. Ở đó là gì? Bầu quả bí. Củ quả bầu bí. Chứ không phải hành cải măng là bầu luôn đúng không? Măng được bầu. À đúng rồi. Ở đây mấy cô là rất là vui luôn chợ. À ông Văn. Bầu là bí. Đó. Cũng có rất là nhiều cái thao dưa cải đây nè, rồi dưa hấu, chợ quê mà bán cũng tương đối rất là đầy đủ luôn đấy nha, không thiếu thứ gì. Đây có chị gì, chị thứ mấy? Chị năm bán đồ hàng bông cả nhà. Áo vàng thật là nổi với chịu nha. Đó, rất là nhiều những cái gian hàng rau củ quả rất là to cả nhà. Chị mấy? Chị đây chị mấy nữa? Chị hai. Ở đây toàn là thứ đẹp của ta, 246 đâu không? Quay YouTube chị, quay YouTube cho bà con ở phương xa họ xem đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ quê hương vậy đó. Rất là nhiều những cái gian hàng rau củ quả luôn đó nha. Này ổng quay chi vậy? Ở đây có này, cái này bông bí hả cô? Bông bí rợ. Đây cải xanh. Rất là nhiều những cái rau sống ngon luôn đây nè. Đó, tươi ngon luôn. Dạ. Để chừng nào nó phát tiền cho con là con phát lại cho. chứ giờ nó chưa phát là lấy gì phát. Rất là nhiều những cái gian hàng rau củ quả nha. Đó bà con vùng quê, chợ ông Văn ti chợ quê nhỏ nhưng mà bán rất là đầy đủ luôn, không thiếu cái gì. Mà bà con đặc biệt bà con rất là vui vẻ luôn. Ở đây có một cô hai bán bán những cái đậu hũ, những cái đồ ăn tương.
thấy ông bán ế không? Dạ. Lúc này chợ nào cũng vậy á cô. Con đi chợ lớn chợ nhỏ gì cũng vậy á, người ta thấy là người ta than không à. Ờ nhưng mà không sao, cái từ từ cái lò than Quảng Ninh nó sắp sửa sập rồi. Dạ. Đó, như cả nhà thấy hoạt động mua bán của bà con chợ quê đó cũng giống như chợ thành thị đó, người bán thì rất là nhiều mà người đi chợ thì rất là ít. Và những cái gian hàng rất là quy mô luôn, cả nhà đó thấy không, rất là đẹp luôn mà to quy mô đó. Mỗi một cái chợ, mỗi một cái vùng miền nó có một cái tập tục mua bán nó khác nhau cả nhà. À, như cả nhà thấy nét đẹp thì có những cái món đồ ăn chay. Rất là nhiều luôn, những cái gian hàng rau củ quả luôn. Rồi bây giờ chúng ta đi tham quan chợ cá, quay cá chút nha chị. Đây có những con cá điêu hồng còn sống luôn. Cá rô, cá lóc, cá rô này to quá ha. Nuôi nuôi à. Cá này 4 con ký không ta? Nhỏ, cá này nhỏ. Cái này còn nhỏ nữa ha. Cá hút có mấy cá nhỏ chứ. Cá lóc cũng rất là to luôn. Đây hai con nữa. Này cá mùi này lâu lắm mới gặp nè. Đẹp. Đây cá lăng. Nè, cá lăng, cá lăng hay cá nhát, cá lăng. Cá lăng. Đây còn cá lăng. Đây tôm. Bạch tuộc, cá biển, như sò, ốc hến này đầy đủ. Rồi, cảm ơn hai ông bà nha. Chúc hai ông bà mua mai bán đắt ha. Đây cá biển này nè, rất là nhiều cá biển. Quay cá biển chút nha chị. Ở đây cũng có những con cá lóc mà rất là to. Cá ngừ. Dạ chiều nay chị. 6 giờ. Dạ, cho chị coi YouTube. Những con cá hồng, cá ta còn sống luôn nha. Đó, mực, bạch tuộc. Rất là nhiều tôm luôn. Rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô mua mai bán đắt nha. Đây, ốc. Tôm, ốc, cua biển luôn nha. Đó, chợ quê bà bán không thiếu thứ gì đó nha. Ít ra là cũng quá. Ê quá à. Để ai cũng vậy á, người nào cũng vậy á. Dạ, thiếu cái gì mà chợ. Đó, đây là cái nét đẹp mua bán của chợ quê nha. Thì rất là nhiều, cũng rất là nhiều cá biển nha.
Mấy con cua biển đó nha, cua biển rất là to. Để tôm mực. Ốc bu rất là nhiều, ốc bu cá tôm cua đồ đầy đủ cả nhà. Chợ quê mà bán rất là sầm uất luôn. Cá linh non mùa nước nổi. Cá linh nữa hả? Nè cá linh non mùa nước nổi nữa nè. Làm sẵn ở đây. Làm sẵn ở đây cá lồng tông. Nó trông rất là ngon luôn. Có cả lươn lồng. Bên đây có cặp khô nữa nha, rất là nhiều khô luôn. Đó, khô mắm cũng như trứng. Dạ 55k. Cái đó lan phòng 150. Lan phòng 150k. Đây có chị đổ những cái bánh đàn ông rồi cả nhà. Đó, chuối chiên, đó, như rau câu, tất cả các loại bánh trông rất là ngon luôn. Những cái bánh ăn giặt, những cái món hàng chè. Cô bán cũng đủ thứ nè, bánh bò nướng nè, bánh khoai mì, bánh đủ thứ. Cái này xôi mặn luôn hả cô? Dạ, xôi mặn, bánh nướng, nem nướng. Đó, đủ thứ luôn. Nem chua, quen rất là ngon. Ở đây là đặc biệt cái chả, chả này là chả quế. Chả quế nè. Trông rất là ngon. Có những cây chả lụa, những cái hộp nem. Đó, bánh xanh. Rồi con cảm ơn cô, chúc cô mua may bán đắt nha. Đây là những cái gian hàng sạp thịt heo cả nhà, thịt heo rồi lạp xưởng. Thịt heo và hàng cá đồ chung. Một cái sạp cá sau cùng nữa. Đó, đây cá biển. Tôm. Ở đây người đẹp bán cá ở chợ quê, chợ ông Văn. Rất là nhiều tôm cá sông cũng như cá biển luôn đây nè. Đó chợ quê, chợ nhỏ mà bán không thiếu cái gì. Đây bạch tuộc, rồi cá lóc, rồi cá mó nè, đó đủ thứ luôn. Một cái gian hàng cá rất là to, đó cũng như những con ếch, gà bá lửa luôn. Đó, đây là tổng thể khu vực nhà cá chợ ông Văn nha cả nhà. Đó cũng như ở trên đây là những cái sạp thịt heo.
đó. Giờ này ta cũng nghỉ bớt rồi nè. Đây là những cái gian hàng bán gạo cả nhà. Đây là mé trước chợ. Hôm nay có cái chương trình gì của xe gắn máy. Đây là toàn bộ hoạt động của bà con mua bán. Bây giờ mình đi vô trong nhà lồng. Nhà lồng là bán đồ tạp hóa không hả chị? Đi vô cho bà con bán đồ tạp hóa trong nhà lồng nữa nè. Rất là nhiều những cái gian hàng tạp hóa rất là to. Bà con đi mua cũng rất là đông luôn. Giống vậy nhưng mà nó có cái vắng hơn vậy hơn, có không? Ừ, không có vắng thì để y vậy đi. Rất là nhiều những cái gian hàng tạp hóa ở bên trong nhà lồng. Để cho chị bán những cái bịch xôi nè, xôi sáo nè, xôi sâm nè. Để có chị bán rau câu nè đó, những cái món ăn vặt đó nha, rất là nhiều luôn. Chợ quê, chè xôi rồi bánh chưng các kiểu. Nó xin xong rồi, cảm ơn chị nha, chúc chị lát bán hết nha. Đây có một cô hai cũng bán giống vậy luôn, rất là nhiều xôi chè. Đây cô hai trong Phúc Hậu à, rất là đẹp lão luôn. Rồi chúc cô hai lát ơi bán hết sớm, về sớm nha. Rồi cả nhà, bây giờ là coi như mình đã tham quan xong. Rồi cả nhà, mình cũng đã tham quan xong ngôi chợ quê, chợ Ông Văn, thuộc Châu Thành, chợ gạo, tỉnh Tiền Giang. Rồi bây giờ cô chú anh chị nào xem chưa đăng ký, nhớ đăng ký, like, chia sẻ nha. Đó, bây giờ mình đội xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà xem video vui vẻ, có một ngày nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.